Tối qua ngày 10 tháng 4, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tổ chức chung kết cuộc thi sinh viên thanh lịch năm 2024. Cuộc thi được triển khai từ tháng 3 năm 2024, thu hút gần 40 thí sinh tham gia. Qua vòng sơ khảo, 9 thí sinh tiêu biểu nhất đã được chọn vào vòng chung kết. Tại vòng thi này, thí sinh phải trải qua các phần thi, trình diễn trang phục áo dài, trang phục thể thao, trang phục dạ hội, thể hiện năng khiếu và 5 thí sinh xuất sắc nhất thi phần ứng xử. Với sự lựa chọn đầu tư kỹ lưỡng về trang phục đạo cụ, sự tập luyện nghiêm túc, các thí sinh đã mang đến cuộc thi những phần trình diễn đặc sắc ấn tượng. Cuộc thi sinh viên thanh lịch là sân chơi bổ ích, góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, đồng thời cổ vũ động viên sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết trong học tập và rèn luyện, lan tỏa hình ảnh đẹp về sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho 3 thí sinh xuất sắc nhất và 6 giải phụ từ kết quả bình chọn trên fanpage.